Vâng, sắp em Thảo gửi một lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các bác đang quan tâm và theo dõi tới kênh của em. Hôm nay thì em sẽ đăng tải về cái dòng mũi làm lũa. Hôm nay thì em sẽ tổng thể cốt 3 và cốt 6 để các bác nhà mình khi xem sẽ nắm bắt được. Cốt 3 là sẽ là những cái dòng mũi nhỏ chạy của máy nhỏ nhá. Các bác làm mịn, làm tượng thì các bác sẽ dùng cái mũi này. Một bộ thì nó sẽ gồm có 10 mũi. Đấy. Cái này thì em sẽ bán cả bộ nhé. Cả bộ là 10 mũi này. Nó sẽ chạy vào cái máy nhỏ này. Máy nhỏ này thì chủ yếu các bác làm những cái thân nhỏ. Cái này thì không chạy được mũi phá đâu nhé các bác nhé. Chỉ chạy mũi mịn thôi. Máy 3636 là một dòng tốt nhất. Đấy, nhỏ gọn, giá cả hợp lý. Thì các bác mà đang quan tâm đến dòng này thì cứ alo trực tiếp tới em. Và tiếp theo thì em sẽ gửi tới các bác mũi quả đào xanh. Đào thì chắc chắn là các bác đã biết là đào nó sẽ có đào trắng và đào xanh. Nhưng mà đào xanh thì nó sẽ là một loại tốt, giúp các bác làm sắc, bền và sẽ được việc. Bởi vì một cái quả đào trắng, đào xanh nó chênh nhau có mấy nghìn thôi. Nhưng khi các bác mua quả đào xanh thì trong công việc nó sẽ rất là thuận lợi nhá. Đấy. Và tiếp theo nữa thì sẽ gửi tới các bác mũi cốt 6 của chân mịn này. Chân mịn cốt 6 thì em sẽ có hai loại nhá. Đây này, ví dụ như cái cốt 6 làm mịn này, dành chạy cho máy to này, thì các bác dùng cái mũi mịn này. Mũi mịn này thì em sẽ có 4-5 loại. Đây là cái chân mịn của cốt 6 nhá. Còn nếu như các bác mà muốn sử dụng cái to hơn của cốt 6 thì sang cái bộ mịn này. Đây là bộ mịn của máy cốt 6 đây. Đấy. Và đào nhá. Đào thì đây. Đào thì có chân dài và chân ngắn tùy thuộc theo công việc của các bác. Nếu như các bác mà muốn gọn nhẹ thì các bác sử dụng chân ngắn. Chân ngắn thì điều khiển nó sẽ dễ hơn. Còn nếu như các bác mà dùng chân dài thì có chân dài. Tất cả to nhỏ thì đều đầy đủ hết để phục vụ các bác nhà mình nhé. Thì bên đơn vị em là đơn vị chuyên cung cấp đồ bonsai, đồ cây cảnh. Thì với cái dụng cụ này em thấy không thể thiếu được đối với các bác nhà mình trên mọi miền Tổ quốc. Thì em cũng sẽ đăng tải thì qua cái video ngắn này các bác trên cả nước mà xem được. Cần cái mũi này thì hãy liên hệ trực tiếp tới bên em. Số điện thoại của nhà em thì em sẽ để đây nhé. Số có Zalo chính. Các bác vào đây kết bạn Zalo với em để em gửi mẫu, gửi hình để cho các bác nhà mình nắm bắt được qua những cái video và qua những cái sản phẩm. Rất mong là khi các bác mà xem được video này, các bác sẽ nói đúng tên nhé, để em cũng tư vấn chuẩn. Và các bác có thể chụp ảnh màn hình khoanh vùng và gửi lại cho em, để em sẽ chọn đúng mẫu cho các bác cần. Bởi vì trong thời gian bán hàng thì rất nhiều bác gọi điện tới bảo tôi muốn mua cái kéo. Cái kéo thì nhà em phải đến 1.000 cái cơ. Thế các bác nên nhớ tên sản phẩm và tốt nhất là kết bạn Zalo, chụp ảnh màn hình những cái gì mà mình xem được, mình đang cần, gửi lại cho bên shop để tư vấn các bác thật chuẩn và gửi đúng hàng nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi và quan tâm cái video của em. À, em chi tiết một chút về máy để các bác nhà mình được xem. Đây là máy chạy cốt 6 của dòng Kino nhé. Đây là cái dòng máy tốt nhất, chạy êm. Đấy. Cái dòng này vô cùng là khỏe nhé. Chạy cốt 6 là cốt này các bác này. Cốt 6. Cái này chỉ chạy được cốt 6 đây các bác nhé. Không chạy được cốt 3 nhé. Máy cốt 6 thì sẽ chạy cốt 6 đây. Đây là dòng DCK. DCK là một loại rất là tốt. Đi cùng máy thì sẽ có hai chổi than cả lê. Tờ hướng dẫn này. Chổi than đầy đủ nhá, hai cả lê này. Mỗi một máy thì sẽ đi theo một bộ chổi than này. Đấy, đây là cái dòng DK nhá. Với những cái dụng cụ bonsai thì đây là những cái dụng cụ cần thiết dành cho các bác làm lũa. Đấy. Các bác hãy liên hệ trực tiếp tới bên cơ sở em Thảo để đặt những cái dụng cụ hay, những cái dụng cụ về làm vườn, làm cây bonsai như này nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ. Các bác mà quan tâm tới kênh, quan tâm tới nhiều dụng cụ, các bác đừng quên ấn like, chuông và đăng ký kênh nhé, để đón tiếp theo những cái video của nhà em qua những cái sản phẩm hay như này. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ạ.